Hello everyone, welcome back to my Toon game play channel. Chào bạn, quay trở lại kênh Toon game play. Mình trong series 8 tựa game mới này. Và How the Field sẽ tựa game đầu tiên cùng bạn khám phá trong đồng nội dung video ngày này các bạn nhé. Let's go. Ok, level. Đã lỡ phần quà rồi các bạn. Unlock peaceable gallery. Ok, đây là survival mà mình sử dụng cây được. Gia vị nữa các bạn. Cũng xem cho có thể trốn thoát được trong lần chơi ngày hôm nay không các bạn nhé. Chào mừng Slender. Level gì vậy? 2 Find the exit. Ta sẽ đi sang khu vực bên trái các bạn. Ở đây có nhiều cánh cửa để chúng ta có thể trốn thoát hơn các bạn. Ở đây chúng ta có một chiếc máy nè. One way right now. Đây chứ nhỉ? Còn mấy chiếc máy cuối cùng mình nghĩ nằm ở gần đây thôi các bạn. Ủa sợ hết rồi. Overband. Mình chết chắc ở dưới rồi. Ủa, không gần đây nhốt đâu. Cứu nào. Bắt đầu quay vào nào. Cho cái sở chứa máy cuối cùng phía bên kia vậy. Oh my god. Ủa có chở cho mọi cái cùng rồi bạn. Open gate. Ok,
my god. Ok và chỉ cần mình giới thiệu ra là có thể thoát ra khỏi đây rồi các bạn. Ok và chỉ sẽ tự nhiên tiếp theo nữa trong video ngày hôm nay. Đó chính là Dark Riddle. That's a lot to trick. That's how about the game now, what? Cho cuộc khởi động lại từ game này các bạn. Vẫn chưa thể vào được. Turn on the internet. Papa book. Ok, hình như tự game này như đang có xảy ra vấn đề. Got something wrong with this game. Biết chứ không gọi kết quả tự game tiếp theo nào. Friday the 13th. Mình chưa mua cái này đâu ạ. Chờ phần này nào. Mother Vengeance. Get in from mama. Look at the distracting pressure on the vine. Just and spread them for my life, but try and be sneaky about it, okay? Các bạn học ạ. Không phải rồi. Cô sẽ mang hướng dẫn được ạ. The solution. Thanks mom. Bắt đầu nọc ạ. Ok
finisher. Ok, cho chúng anh đã quạt dạo ta một lần nữa nè. Sau rồi đi vào chiếc bẫy này quạt chiếc kênh nữa nè, và nụ cười finisher. Ok, rồi đã thành công ạ. Các bạn chuyển sang tiếp theo nữa trong video này nào. Ở trên Granny House Super Catch. Ok, Granny House on air. Listen. Okay. Bắt đầu xem cả phá trong tự game nó có gì nào ạ. Bây giờ chúng ta phải tiếp xem đoạn nào. Nào, game slow đi. Together. Oh, I'm going to go. And now of from mother. Oh my god, trời đánh gắt luôn. Ôi, có căng một khổ lồ đây vậy. Ok, phải tự này mình chưa thể hiểu các bạn. Không có gì, mình sẽ cố gắng. Oh my god, đã quay lại nào. Mình sẽ cùng mọi người dành thời gian để chuyển sang cái tiếp theo trong video này nhé. Đó chính là Show and Night. Genie Room. À, chúng ta cùng chờ để vào tập game này nào. Tap to start right now, we have new game. What is this? Snake ahead of all. Let's do it again, guys. Cho cần kết nối internet cả. No. Ui, mất tiền hết cả. Ông trời rồi. Cô gọi chụp vào tiếp theo nào. Oh my god. Scary tí cho vào đây.
quên. Em quên nhau. Stay back a bit. No. Em chưa quen đi nhau bạn. Mình đem vừa 2 trong special chapter này này nè. Going to be the talk of the New Year's party tonight. No one can compete. Can I come? Hey, you're joking, right? Oh, pretty please. Okay, okay. Yay. Okay, hold on. Let's try Francis. Looks like master. Okay, so Francis, so what are you going to do? Okay, let's have a little while. Thì một chiếc khăn ở trong căn phòng đối diện cho bạn sẽ đàn rồi. Một chiếc khăn màu vàng nhé. Và chúng ta là một chiếc khăn này đi sang phía bên này, này. Và trong đây có một chiếc inox mà chúng ta cần phải lau nó sạch đi bạn. Ok. Một chiếc inox này thì chúng ta sẽ cầm theo và đi di chuyển vào trong hồ của đàn bạn. Cái trong chiếc túi của ta có một mở giấy, ta cầm soi một giấy đấy và tìm thông tin của những mã số bạn nhé, mã code là số 1, số 2, số 3, số 4 vậy. Sau khi tiếp được thông tin để tìm con số đấy thì mình sẽ tiến vào nhà ta bạn. Ở dưới đây có một chiếc két này, với được cái tạp chí, những cuốn sách, những kiến thức lĩnh vực khác nhau bạn. Mở ra một mã số mình đã tìm hiểu trước mà bạn. Ta sẽ 46713. Và chúng ta sẽ lấy cái này bạn, comic book. Cái comic book trên MacBook. Oh my god, run away right now. I will make sure you're never followed me again. Đây là cái sách mà ta đọc rồi bạn. Bây giờ thì chạy ngay rồi. Đấy, đã thành công rồi bạn. What's wrong? Terrible face. Đã thành công trong con ngày này về được cái lốt 50 vàng các bạn. Chúc các bạn chờ xem tự nhiên tiếp theo nữa trong video ngày hôm nay nhé. Và xem phạt. Cùng xem chúng ta sẽ sống được bao nhiêu lâu trong căn nhà này các bạn. Let's go. Hãy tay ấn liên tục vào màn hình được bạn. Điều của ta chỉ đang ở dưới màn hình các bạn nhé. Để chúng ta có thể chỉ càng tối nưu bạn. Đã có ta xuất hiện trên TV đấy. Nguyên trên trần nhà các bạn. On the roof. Oh my god, cô ta xuất hiện chiếc đồng hồ. Unbelievable. Ok. Tựa nhiên cuối cùng trong video ngày hôm nay nào. Slender Rising. A train to escape. And for rest this house. We choose night vision. Hãy đi tìm ra tất cả dấu hiệu này các bạn. Các bạn nhìn thấy restaurant ai chỗ cần tìm nó bảy dấu hiệu như thế này các bạn nhé. Đây dấu hiệu đầu tiên các bạn, found sign 1 of 7. Tôi đi chậm lại nào các bạn. Slender Man này các bạn. Tránh của ta nè.
Nothing here. Sẽ tìm thêm người dấu hiệu nào nữa vậy? Nothing says here. Thì vào tất cả những dấu hiệu này trong khu đường này bạn nha, là cho có thể trốn thoát ở đây này. Bây giờ mình sẽ quay kịp thời gian thì tôi này cũng đã hết và đây là video cuối cùng mình giới thiệu bạn trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Thank you.